Mình có học được một cách đi đèo của một anh tên là Motojitsu, cũng còn nhát tay lắm, không được cái gì ngoài lì với liều. Thật ra là như nhiều cái clip trước của mình cũng đã có đề cập là mình không phải là một đứa mà quá giỏi trong cái việc mà chạy cua đèo đâu, mình cũng còn nhát tay lắm. Nhưng mà được cái là lì, không được cái gì ngoài lì với liều. Ở đây cũng là một cái khu mới nè, giờ Đà Lạt phát triển nhiều khu resort lắm. Đấy, thì anh em mà có muốn nghỉ dưỡng đồ thì vô mấy khu này, còn muốn mà ngon bổ rẻ thì ở ngoài phố. Mà thường đã vô cái khu này rồi á thì sẽ ăn uống và chơi ở trong nội khu luôn, chứ không có đi ra ngoài phố nhiều. Thì mình cũng thường mình cũng vậy á, nếu mình đã xác định mình đi nghỉ dưỡng rồi thì mình sẽ chơi ở trong cái khu của mình thôi, ăn uống rồi nướng niết rồi nọ trong khu. Hết hồn. Nếu mình nhớ không lầm, đi hết khúc này là tới một cái ngã ba, thì cái ngã ba đó quẹo trái lên sẽ là đèo Sa Con. Đấy, cái ngã ba nè là khu du lịch Đá Tiên, khu du lịch Thác Brand. Đấy, thì khu du lịch Thác Brand là đi xe con xuống cuối đèo Brand đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vô đèo Brand anh em ha. Ở lộn, đèo Sa Con. Đấy, còn quay được chút. Ok. Mình nghe nói là đèo Sa Con thì sẽ dài hơn đèo Brand khoảng 4 cây. À, lúc nãy mình ghi lại là 427.7 km odo anh em. Thì để mình coi lát nữa mình chạy hết đèo là bao nhiêu cây nha. Đèo Sa Con thì nó vắng và nó ăn cua cũng nhiều á. Và tiện đây thì mình cũng sẽ tính luôn là nếu mà mình chạy tốc độ trung bình là 50-60 km/h thì sẽ tốn bao nhiêu lâu chạy hết đèo Sa Con. Mình có học được một cách đi đèo, đó là học của một anh tên là Motojitsu. Thì ảnh có chỉ là khi vào đèo á, thì đầu tiên là khi anh em thấy có cái cua khúc đúng không, anh em sẽ thòng ga giữ xe ở cái tốc độ mà anh em cảm thấy an toàn nhất, rồi nhẹ nhàng cho nó trôi lướt qua cái cua. Đấy, cho tới khi mà anh em nhìn thấy được cái điểm tiếp theo, anh em sẽ lên ga xong rồi thòng xuống đó, rồi cho nó lướt, nhìn theo cái cuối điểm cua nha. Rồi đó, lên ga xuống, rồi kiên nhẫn chờ nó lướt. Đấy, qua thấy rồi thấy không, đó lúc này là lúc anh em sẽ lên ga nè. Thì nó sẽ theo ảnh giải thích thì nó sẽ ok hơn, có nghĩa là nó sẽ gọn, an toàn và nhanh hơn so với cái việc là anh em cứ vô hết ga trong cua xong rồi vừa qua cua các anh em thắng gấp lại. Đấy, cứ giữ nó ở tốc độ trung bình, mình không việc gì phải vội anh em. Rồi thòng ga nè, đợi, rồi lướt tới cái điểm mà anh em thấy, rồi lên ga. Đấy, rồi từ xa mình thấy nó khuất đúng không, rồi mình sẽ lại tiếp tục thòng ga tới cho nó lướt, cho nó trôi qua cái cua. Rồi lên, thòng, lướt, lên. Đấy, thòng, lướt. Trời, chỗ này thấy ghê quá. Chậm lại. Đây, đường xấu thì mình cứ chậm lại. Chắc chỗ này mới làm cái gì đó. Rồi, đất khu này giờ cũng mắc đất đỏ đó nha anh em. Và thêm một cái nguyên tắc vào cua mà mình học được ở cái anh người nước ngoài đó là cái gì,
khi mà vào á, anh em sẽ lấy ra ngoài đây nè, rồi vào cua để anh em có thể nhìn rõ được là trước mặt anh em là cái gì. Rồi thòng nè, rồi cho nó trôi lướt, nhìn cái điểm ra cua nha, anh em phải chú ý cái điểm ra cua. Rồi thấy nó trống rồi mình lại lên ga, đấy, tới chỗ phút thì mình thòng, rồi lướt, kiên nhẫn chờ, chờ lướt, chờ, rồi lại lên, thòng, lướt, lên, đấy, thòng, lướt, lướt, lên, đấy. Thường thì anh em sẽ vào cua vào những cái chỗ mà anh em cảm thấy úi phiêu luôn. Coi xuống đèo mình sẽ đổ xăng ha, còn 2 nấc xăng. Những cái đoạn khúc này thì không cần vượt làm gì cả. Ừ, nhưng mà lỡ vượt. Đấy. Thòng lướt. Hãy giữ cái xe ở cái tốc độ mà anh em cảm thấy an toàn cho tới khi nó qua hết cái cua, rồi lên ga. Quà đông nhờ. Tức là chỗ này đẹp. Lên lướt, lên thòng lướt, lên thòng lướt, đó, lên thòng lướt, lên thòng lướt, lướt lên thòng lướt, lên thòng lướt, lướt lướt, kiên nhẫn lướt, nhìn là điểm ra cua nha anh em. Đấy, tự nhiên cái nhạc nó lớn lên hết hồn. Rồi thòng lướt, lướt nhưng mà nếu mà thấy thiếu quá thì bơm miếng ga cho nó giữ nha anh em. Rồi lên thòng lên. Đấy, những cái chỗ mà có cái gương cầu đó là thường là cua cù chỏ đó, thì anh em cứ từ từ mà qua thôi. Đấy, lên thòng lướt, đó. Mình cũng không nhớ mình đi tàu bao chưa nữa, mà theo mình trí nhớ của mình là chưa đi đó, mình cũng muốn đi thử một lần. À, chúng ta sẽ đang vướng một cái xe tải con ở trước mặt ha, mình sẽ chọn một cái điểm mà nó rộng và thoáng và thẳng nhất để có thể vượt cái xe này. Trước mặt thì là không khả thi tại vì nó rất là nhiều cua. Đấy, thật ra thì xin đường chắc cũng được thôi, nhưng mà thôi từ từ chạy có gì đâu. Khi nào nó là một cái đường thẳng dài thì mình sẽ xin vượt, còn bây giờ thì cứ từ từ chạy. Có khi qua con cua này là xin được nè. Đấy, cứ chờ thôi, không gấp. Thầu
Rồi tới cuối đèo rồi nè. Ok. Rồi, mình sẽ kiếm chỗ đổ xăng. Ok, thì nếu đúng như mình tính thì độ dài đèo là 7 km và tổng thời gian chạy của mình là 8 phút, cho nên vận tốc trung bình là 54 km/h.